Số 7 mà. Số 7 là số 1 đó, đưa tới số 1 đi. Vậy em có lấy không? Có lộn không đây, ta không kêu làm sao lấy chứ. Cơm xào cà chua đó. Mày làm gì đây? Mày điên rồi hả? Đi về đi cha nội. Anh nói là anh muốn ăn trứng xào cà chua mà. Được, tao lấy. Thôi đi, của người ta kêu mà. Cứ nói tôi lấy trước được rồi. Qua đây. Qua đây. Đưa chúng tôi trước không được sao? Ừ. Sao đúng lúc quá vậy? Số 1 cũng kêu cơm trứng xào cà chua. Bộ cái món này ngon sao? Ăn lạc một chút thì tốt. Cà chua bổ đó mà. Bổ? Bổ gì? Vitamin C rất là cao. Ở trong trái cây cũng có mà. Trái cây khác đâu có cao bằng nó chứ. Quê, không lấy tiền hả? Cảm ơn, 25 đồng rưỡi. Sao mắc vậy? Có thêm cơm mà. Vậy không thêm cơm? 36 đồng 8. Không thêm cơm còn mắc hơn. Không phải, 12 đồng 2. Vậy thêm cơm. 36 đồng 8. Sao hồi nãy nói 2 đồng rưỡi? Đúng hơn, 25 đồng rưỡi. Đồ ăn sáng hôm nay món gì? Tao hỏi hôm nay đồ ăn sáng món gì? Hộp gà hêm. Bao nhiêu tiền? 12 đồng 2. Vậy còn thêm cơm? 25 đồng rưỡi. Đồ ăn sáng cũng thêm cơm sao? Vậy thêm 2 cái xúc xích cũng được mà. Vậy thêm 3 cái xúc xích nữa bao nhiêu tiền? Thôi đừng. Bao nhiêu tiền? Tôi chỉ đem đồ ăn tới thôi. Tao hỏi mày bao nhiêu tiền? Tôi không biết. Bao nhiêu tiền? Tôi chỉ đem đồ ăn tới thôi mà. Mày không phải là cái thằng đưa đồ ăn. Nhóc con, mau nói tiền đi. Có phải mày đưa đồ ăn không đây? Tôi mới vô nghề. Mới vào nghề hả? Tôi được biết đem đồ ăn phải trả lời nhiều vậy. Mày còn làm bộ nữa. Ê, làm gì đó? Ông là cảnh sát hả? Phải, cảnh sát thì sao? Tôi chỉ đưa đồ ăn thôi mà. Quê, không có gì đâu. Không gì, chỉ là một thằng khờ thôi à. Nè, không tin xét nó đi. Nhóc con, mày nghe đây. Bữa nay tao tha mạng của mày. Lần sau lanh lợi chút nha. Sao đây? Là chuyện gì đây? Anh muốn sao đây hả? Cái này là cái gì? Mày muốn chơi tao hả? Xin lỗi, tôi là Nằm Dùng. Khách. Không sao hả? Tôi không sao, chưa có chết được. Ý của tôi là tôi làm gì được không? Cũng được lắm. Lần đầu tiên làm dây chánh á, vậy cũng được rồi. Good take. Cảm ơn. Tôi báo cảnh sát giùm ông nha. Giơ tay lên. Kiểm xe của tôi đi. Phiêu phiêu. Anh làm gì đây? Trời đã tối rồi, điện thoại lại không có chịu gọi. Có nên nấu cơm cho anh hay không? Vậy rồi. Sao lại ăn mặc kiểu này? Không phải là năm giây chánh sao? Anh đóng giây chánh cũng được, sầu một cũng được. Nhưng anh phải nuôi em suốt đời đó. Nè, thử coi. Coi có vừa hay không? Wow, màu đó là son đó. Giờ chờ gái có phải không? Lần này em cho anh một con đường sống. Nếu lần sau còn có vậy nữa em sẽ không có cho anh ăn cơm. Đi đi, đi. Dòm cái gì mà dòm? Không phục à? Đánh lại đi đồ ngu. Phi Phi à, anh yêu em.
Khoan đã, hai người không thể kết hợp được. Tại sao vậy? Tại vì hai người là anh em ruột. Hả? Em à, anh thiệt là có lỗi với em đó. Không có phải tại anh, là do em tự nguyện mà. Ý, em làm vậy đâu có được. Anh đã có nói với em rồi, tình cảm á thì phải từ trong nội tâm chạy ra ngoài rồi mới chạy vô trong. Em đã hiểu chưa? Hiểu thì đừng có khẩn trương mà. Đâu có khẩn trương. Anh Thu à, cái vai cậu hai này á tôi thấy thích hợp hơn nhiều. Để làm đi nha. Thôi đi, thực ra đối với kịch nghệ tôi không có năng khiếu, tôi làm khán giả thì tốt hơn. Anh cũng không phải. Cũng được lắm mà. Anh sao, bà con bên ngoài đang chờ coi. Vậy hả? Nhanh lên đi. Nè, cởi áo ra. Tại sao? Tôi làm lại. Đừng nha. Cởi ra đi. Anh đâu có khiếu chứ. Không lẽ là anh có hay sao? Tôi có mà. Cởi ra mau. Cởi ra. Đương nhiên rồi, hôm nay mình có quý tăng đặc biệt mà. Là chị Quyền tới giúp cho mình đó. Hey, cảm ơn chị Quyền.